Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp và bán nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là website nhadathihung.com. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà phố nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà chúng ta là căn nhà có diện tích ngang 4,5m và độ dài 20m, và đúng có một trệt một lửng 3 lầu, thiết kế theo cách biệt thự Cityland kiểu Pháp năm 2018, rất đẹp và cao cấp luôn nha mọi người ơi. Một căn nhà diện tích cực khủng đang được nhà đất Huy Hùng gửi đến mọi người chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đây là con hẻm trước nhà của chúng ta này. Con hẻm chúng ta là con hẻm 6m, hẻm xe hơi, rất là thuận tiện gia đình mình vừa ở vừa làm phòng công ty, cũng như là chúng ta có thể di chuyển xe hơi vào nhà một cách dễ dàng luôn. Và căn nhà chúng ta nằm trong một con hẻm an ninh tuyệt đối của trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình sẽ chiếu lên cái mặt chính, mặt tiền đứng của căn nhà mình một lần nữa này. Ngang 4,5m và độ dài là 20m, và được đúc có một trệt một lửng 3 lầu, với công năng sử dụng là sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và phía trước này chúng ta sẽ có lớp cổng chính phía ngoài là lớp cổng của căn nhà mình. Và di chuyển vào trong đây chúng ta sẽ có khoảng sân 3m chúng ta đậu xe máy. Sân này chúng ta đậu được 4-5 chiếc xe máy nha mọi người ơi. Và di chuyển vào trong đây thì khu vực sân này chúng ta có lớp cổng phía ngoài được lợp ngói này, và bên này chúng ta lợp mái. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ có một lớp cửa chính được làm bằng chất liệu là cửa gỗ đỏ, rất là cao cấp và hiện đại, phù hợp cho một căn nhà sang trọng đẳng cấp nằm trên trục đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau lớp cổng này chúng ta sẽ có khu vực gara xe. Thì khu vực này là rộng khoảng 8m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ, và ở đây gia chủ sử dụng gạch nhám để chúng ta đậu xe hơi một cách thoải mái và dễ dàng. Hai bên tường chúng ta đậu ốp gạch tường trang trí lên cao khoảng chừng 4m, và có những cái ốp gỗ xung quanh tạo sự đặc biệt cũng như là sự đẳng cấp cho căn nhà và gia đình mình. Và phía trên này chúng ta có những bức tranh, và trần thì chúng ta làm lên rất đẹp như thế này. Đây là một căn nhà nội thất cực kỳ cao cấp, và khi chúng ta mua căn nhà này sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất cho chúng ta nhé. Ví dụ như là bàn ăn, giường ngủ, tủ áo âm tường, ống máy lạnh đi sẵn, và phòng vệ sinh chúng ta là full nội thất. Và căn nhà chúng ta là căn nhà hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mình đang đứng ở khu vực phòng khách cũng như là gara xe hơi nằm ngay dưới trệt. Thì nhà này chúng ta có thể đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ cũng như là xe bán tải các loại xe luôn. Rất là thân thiện gia đình mình vừa ở vừa làm phòng công ty. Một căn nhà cực rộng, ngang lên tới gần 4,5m và độ dài là 20m, phù hợp chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty. Và mình đang tiến vào phía bên trong, khu vực bên trong của căn nhà mình. Thì bên này chúng ta để ý thấy ở đây có một tủ rượu loại bự được làm bằng chất liệu gỗ sồi, rất đẹp và cao cấp. Phía dưới khu vực cầu thang chúng ta có tủ để giày dép. Chúng ta để ý thấy này, ngay phía dưới khu vực cầu thang chúng ta có tủ để giày dép. Và căn nhà chúng ta là căn nhà quá dài đi nha mọi người ơi, ngang 4,5m và độ dài là 20m, và được đúc cố một trệt một lửng 3 lầu, với công năng sử dụng là gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và nhà chúng ta được thiết kế nội thất vô cùng cao cấp. Ngay khu vực cầu thang chúng ta để ý thấy này, có những cái trụ gỗ căm xe được làm và chạm trổ rất đẹp như thế này. Khu vực cầu thang chúng ta sử dụng tay vịn căm xe mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly. Và ở đây chúng ta có những cái lam để che với khu vực phòng bếp này. Rồi mình đang di chuyển vào khu vực không gian phòng bếp. Thì khu vực không gian phòng bếp của chúng ta là một khu vực cực rộng, cực dài và thoáng, với một thiết kế phòng bếp hợp lý và thông thoáng như thế này. Thì chúng ta có một cái bếp cực bự. Chúng ta để ý thấy có tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu là gỗ sồi, và chúng ta có làm rất là tỉ mỉ và sang trọng như thế này. Đây mình sẽ chiếu zoom lên cho mọi người cùng nhìn này. Rất đẹp nha mọi người ơi. Phía trên trần chúng ta có điểm những cái màu sắc hài hòa phù hợp cho căn nhà cao cấp của gia đình mình. Và căn nhà này đang được nhà đất Huy Hùng chào bán trong buổi sáng ngày hôm nay với giá là 7,039 tỷ đồng, còn thương lượng mạnh cho những cái khách hàng nào thiện chí. Và đây chúng ta khu vực để tủ lạnh, ở đây chúng ta có thể để vừa tất cả kích thước tủ lạnh khác nhau. Đây là một căn nhà đầu tư cực kỳ cao cấp và nội thất cực kỳ sang trọng. Thì những vị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay đến bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathihung.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp, là khu vực phường 15, quận Tân Bình. Mình xin bật mí là căn nhà này đang có giá bán rất hợp lý, cũng như là diện tích của nó cực khủng nha mọi người ơi. Hãy nhanh tay đến bên nhà đất Huy Hùng để sở hữu ngay căn nhà này đi. Thì ở đây chúng ta có máy hút mùi này, kệ rửa chén bát, khu vực bồn rửa,
Tất cả các đồ inox thì chúng ta đều là sử dụng inox 3.4. Và phía sau chúng ta có một phòng vệ sinh và khoảng giếng trời. Thì ở đây gia chủ có làm kính cường lực để cách âm cũng như là cách mùi với khu vực không gian phòng bếp của gia đình mình. Và phía bên này chúng ta có khu vực bồn rửa này. Tất cả hệ thống của bồn rửa toilet thì chúng ta sử dụng là vòi inox 3.4 và bồn vệ sinh chúng ta sử dụng là Toto. Đây là khoảng giếng trời rất rộng của căn nhà mình. Và đây chúng ta có một phòng vệ sinh này. Cửa phòng vệ sinh chúng ta sử dụng là cửa nhôm Sifa. Và hệ thống phòng vệ sinh chúng ta sử dụng là Toto nha mọi người ơi. Rất là cao cấp luôn. Đây là mình đang quay từ phía sau ra phía ngoài. Ngang 4m, gần 4,5m, độ dài là 20m. Và được đúc kiên cố 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu. Với công năng sử dụng là sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân đựng trước sau. Với một căn nhà như thế này thì nằm trên trục đường Thống Nhất thì rất là hot và rất là đẹp. Thì những vị khách hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Lê Hùng đi để đi xem và sở hữu ngay căn nhà phố quá đẹp và thiết kế cực kỳ đẳng cấp cũng như là độ sang trọng của căn nhà này thì phải nói là không thể bàn được nữa. Thì chúng ta hãy nhanh tay đến với bên nhà đất Lê Hùng để đi xem và chọn lựa sở hữu ngay căn nhà này đi. Một căn nhà phố rất đẹp, phù hợp chúng ta vừa làm phòng công ty. Mình đang đứng ở khu vực không gian tầng lửng, khu vực không gian phòng tiếp khách chính của căn nhà mình. Thì ở trên tường chúng ta có những bức tranh được làm bằng giấy lụa 3D và có ốp gỗ tạo kiểu ngay ở khu vực những cái bức tường của căn nhà mình. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ khu vực phòng tiếp khách chính. Cái phòng tiếp khách này chúng ta có thể sử dụng làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung. Ở đây gia chủ có sử dụng kính cường lực 10 ly để cách âm này. Và di chuyển trong đây chúng ta sử dụng là gạch bóng kính 3D 80. Và bên này chúng ta có khu vực tủ kệ tivi này. Và tường của chúng ta được ốp giả gỗ cũng như là trang trí rất là đẹp. Phía sau chúng ta có cửa sổ ra giếng trời và màn rèm cửa đã được gia chủ chuẩn bị sẵn rồi. Đây khu vực tầng lửng nha mọi người ơi. Với căn nhà quá đẹp và thiết kế bố trí cực kỳ hoàn hảo như thế này thì đây được đánh giá là một trong những siêu phẩm nhà phố, một trong những căn biệt thự mini phố hiện đại sang trọng với nội thất cao cấp đã được nhà đất Lê Hùng gửi đến những vị khách hàng thân yêu của mình trong dịp Giáng sinh cũng như là năm mới 2018 này. Thì những vị khách hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay đến bên nhà đất Lê Hùng để đi xem những căn nhà phố đẹp cũng như là những căn biệt thự mini cao cấp sẽ được nhà đất Lê Hùng gửi đến trong những dịp cuối năm như thế này. Đây là khu vực tầng lửng nha, rồi mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian của phòng ngủ. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà của chúng ta mình sẽ nhắc lại là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và mình đang đứng ở khu vực không sảnh của khu vực phòng ngủ này. Thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và phòng ngủ chúng ta sẽ có giường, tủ kệ tivi, tủ áo âm tường, ống máy lạnh được đi sẵn, có cửa sổ ra khu vực phía sau. Đây là khu vực phòng ngủ số 1 thì chúng ta để ý thấy này. Phòng ngủ chúng ta có tủ kệ tivi, quạt gió, ống máy lạnh được đi sẵn, có một chiếc giường 1m6, 2m, rất rộng. Giường chúng ta được bố trí rất rộng và thoải mái, trên trần chúng ta được làm rất đẹp như thế này. Nhà chúng ta thiết kế cực kỳ thông thoáng nha. Với giếng trời bự phía sau để chúng ta chỗ cửa ra. Và trên này chúng ta có tủ áo âm tường này, ống máy lạnh. Và tất cả phòng ngủ của căn nhà này thì đã được đi ống máy lạnh sẵn cũng như là phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh chúng ta sử dụng thương hiệu nội thất rất là cao cấp Toto. Có vòi tắm hoa sen, vòi tắm massage nước, có gương soi, bồn rửa, lavabo. Đây là khu vực phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1. Cửa phòng ngủ chúng ta sử dụng là cửa gỗ đỏ. Rồi mình sẽ qua khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 này mọi người. Thì khu vực phòng ngủ số 2 chúng ta cũng có giường, có tủ áo âm tường, có cửa sổ và khu vực cửa chính ra khu vực ban công. Ban công của chúng ta cũng khá rộng rãi và thoáng. Đây nha mọi người ơi. Và ban công của chúng ta sử dụng lan can là sắt đúc mạ đồng. Đây chúng ta có giường này. Nhà chúng ta có 4 phòng ngủ nha. Tủ kệ tivi, tủ áo âm tường và phòng vệ sinh trong. Căn nhà quá đẹp mọi người ơi. Hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Lê Hùng để đi xem căn nhà phố này đi. Căn nhà rất đẹp và cao cấp. Nằm trên trục đường Thống Nhất, một trục đường huyết mạch, trục đường sầm uất của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà này chúng ta sát bên trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng như là chợ và nhà thờ. Di chuyển ra khu vực Cityland, khu vực Emac Phan Văn Trị, khu vực Lotte Nguyễn Văn Lượng rất là gần và thuận tiện. Thì chúng ta
Di chuyển qua khu vực sân bay thì khoảng chừng 10 phút thôi, và đi qua trung tâm thành phố thì cũng khoảng chừng 15-20 phút thôi. Đây là khu vực phòng ngủ số 3, mình sẽ quay sơ thôi. Thì chúng ta cũng có phòng vệ sinh trong này. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn tắm đứng, vòi tắm xông hơi, vòi tắm massage, và có bồn cầu, lavabo. Phòng ngủ số 4 thì chúng ta cũng có tủ kệ TV, đồ om tường, có cửa sổ và cửa chính ra ban công, có vệ sinh trong luôn. Đây nha mọi người, quá đẹp luôn. Hãy nhanh tay đi xem căn nhà này đi. Giá đang rất là mềm, chỉ có 7 tỷ 039 triệu đồng thôi. Còn thương lượng mạnh cho những vị khách hàng nào thiện chí, những vị khách hàng nào đầu tiên đến với căn nhà này và để thương lượng giá thì chúng ta mua, chúng ta sẽ được giá ưu đãi cực kỳ hợp lý, sẽ được anh chủ nhà ra giá cho mình nha. Chúng ta đã được thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà và nhà chúng ta đã có sổ rồi. Và đây là khu vực phòng thờ, phòng giặt phía sau. Và ngoài này chúng ta sẽ khu vực sân thượng phía sau. Sân thượng phía sau thì chúng ta chủ đã được trang trí và lợp mái và bố trí không gian rất là hợp lý và hài hòa, được gia chủ che chắn rất là kỹ rồi. Và mình di chuyển ra khu vực phòng thờ cũng như là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà mình. Đây là căn nhà cực kỳ cao cấp nha. Có giường, có tủ áo ôm tường, có nội thất sẽ được tặng lại khi chúng ta mua. Và gia chủ chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà với một cái giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ hấp dẫn khi chúng ta mua căn nhà này. Và đây là khu vực sân thượng phía trước này. Hôm nay mình quay vào giờ trưa nên là chúng ta thấy nó hơi chói, nhưng mà khu này rất đẹp, sát bên trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và đường trước nhà chúng ta là con đường 6m, phù hợp chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty. Và nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại khách hàng ở những video tiếp theo.